Xin chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh Lý Kim Đồng Vlog, kênh sửa máy cày. Đấy, con này hiện tại là chưa biết là nó bị như thế nào. Bây giờ mình sẽ kiểm tra từng tí một cho các bạn xem nhé, để mà các bạn cùng học mà cùng biết. Đầu tiên mình sẽ kiểm tra từ trên xuống dưới, cũng như mấy video trước, thì xem nó bệnh nó có giống nhau không. Sau này mình sẽ để điện thoại trên này, mình sẽ tháo luôn cho các bạn xem nhé, để kiểm tra xem nó có lên dầu riếc gì không. Còn nha các bạn nhé, bây giờ mình sẽ kiểm tra con này là hiện tại là không nổ. Chú để cho nó, để cho mấy ngày nó đi chết. Chú sao mà dám đi nhà anh Đồng? Hả? Sao mà dám đi hết kia như thế nào? Kêu thế thì đi chơi bên nào thì kéo lên thôi. Và nó không sống được lâu nữa đâu. Nó không thể để đây mai đi sửa không? Có chỗ, hả? À, đi xe kia luôn, tí chết ngoài đường. Đấy, à, nó còn sắp chết rồi chú ạ. Chết rồi. Tí chú còn đi ra kia thôi. Đấy các bạn nhá, mình sẽ lấy cái dây thép để buộc lại cái ga cho nó lên. Rồi mình sẽ giật thử xem là con này nó có lên dầu các kiểu nó có hoạt động không nhá. Các bạn chưa hiểu ấy thì các bạn khi kiểm tra máy cày ấy, các bạn nhớ là phải kéo cái ga này lên. Nếu không là nó sẽ không lên dầu đấy các bạn nhé. Thôi bây giờ mình sẽ giật thử xem nó có lên dầu không. Không biết có dầu không nữa. Dầu có nhưng mà hơi ít, cũng được nhé. Không thấy lên đâu các bạn ạ. Để mình giật thử luôn hai lần thế nào. Các bạn để ý là khi các bạn giật thử ấy, các bạn nghe cái tiếng kêu của cái đầu nổ đó, có tiếng kêu phun dầu là nó ok nhá. Không lên đâu. Rồi, lên rồi, bây giờ là lên rồi. Dầu vẫn lên tốt. Bây giờ mình sẽ tháo ra, kiểm tra xem là nó hỏng. Sợ nhất là hỏng cái sách băng dầu thôi. Bởi vì máy này, tất cả các loại máy cày này nó thường thường là nó hay bị sách băng là nhiều. Mình cũng đã sửa rất là nhiều con rồi, cũng toàn là hỏng sách băng rất nhiều thôi. Thì cho nên mình bây giờ mình sẽ tháo ra xem là nó hỏng về cái gì, mình sẽ chia sẻ video luôn cho các bạn, và mình sẽ chỉ luôn là băng ở chỗ nào. Còn cái cách sửa thì mình cũng đã sửa rất là nhiều video cho các bạn xem rồi, thì nó cũng là được sửa giống nhau cả. Nhưng mà bạn nào mới vào không hiểu ấy thì có thể tìm kiếm lại trong video của mình, là có video hướng dẫn cho các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ tháo ra xem là nó hỏng cái gì nhá. Con này thì dầu nó vẫn lên thôi, không nổ được. Thì mình cũng chưa giật để thử cho nó nổ hay không, nhưng mà khi khách đã mang về đây là đã là không nổ rồi, người ta mới mang về đấy. Cho nên mình cũng chả cần phải giật để nổ thử nữa, bởi vì chỗ này nó không có một mình ấy, không dưới nổ cái máy này là mình không giật được nổ đâu. Cho nên là mình chỉ sửa xong rồi mình cho khách mang về, mình đảm bảo là nó nổ là mình sẽ không giật thử đâu, bởi vì chỗ này không có cái gì để dưới cái máy ấy, thì mình giật rất là khó, bởi vì rất là nặng, giật là phải có người giữ, hai ba bốn người giữ đầu nổ, một người kéo thì mới kéo được, còn không thì nó rất nặng nha các bạn nhé. Cho nên là không thể giật đèn nổ được đâu, một mình thì chịu thôi.
Một mình thì trừ kia lấy cái máy, bộ máy này lắp vào cầu ấy, một mình làm thoải mái, giật thì mới được, còn tháo như này không có chân để giữ, không có cái ốc thứ hán cái chân để giữ cái máy này ấy. Cho nên là một mình giật rất là khó. Cho nên mình kiểm tra dầu các kiểu nó lên hết rồi, mình sẽ kiểm tra từ trong nữa xem là nó hỏng cái gì. Mình hỏng về cái gì mình chỉ cần thay cái đấy xong là nổ thôi. Thì khách mang về lắp vào phát giật là mình đảm bảo nó sẽ nổ. Mình cũng ít khi giật nổ thử đó. Mình thay xong là mình cứ thế mà cho khách mang đi về thôi. Không nổ thì mình đi sửa tận nhà. Còn không là nhiều lúc giật mình nghĩ là khả năng là khẳng định là nó sẽ không nổ thì mình phải nhờ rất nhiều anh em để giữ hộ cái đầu nổ, xong là mình mới kéo được nhá. Nếu giật được nổ, còn không thì rất khó giật. Cho nên mình toàn sửa xong thích mang về, thích giật là nó sẽ nổ ra, còn không nổ thì mình lại tiếp tục đi tận nhà xem lại nhá. Mà cái trường hợp như thế thì cũng ít khi các bạn ạ. Mình đã sửa rồi thì chỉ có được thôi, chứ không có cái chuyện mà không được đâu. Đắng mèo, đắng mèo. Bây giờ chiều nắng chói vào nhà rất là ấy các bạn. Rồi mình sẽ tháo cái bình xăng ra. Dầu lên tốt mà. Cháu tháo ra kiểm tra xem. Nào, đừng động vào cái này của... Lấy cái... Cái gì ra? Nhìn đi lại. Nhìn ra này, xem ra này. Ăn 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 thật đấy. Ăn bắt đi. Có ai tháo thử chưa? Tháo rồi. Chú tháo à? Ừ. À. Tháo cái này đúng không? Nó vẫn phun dầu đúng không? Nó lên dầu. Kim phun nó có lên không? Lên. À. Cái chế ở đây cũng tháo ra rồi. Cái này à? Ừ, cái này. À. Cái này cũng dừng đấy. Cái này à? Ừ. Dễ cũng không đúng không? Ừ. Thì khi nó hỏng trong thì chú làm kiểu gì nó cũng không đúng không? Không biết là thế nào như thế nào. Đây, không biết. Ra khói sắp nổ nhưng mà không nổ. Này, đi ra ra cho các bạn. Một tí nữa động cái này thì ngá thì vỡ. Đây các bạn nhá, mình sẽ tháo cái phần này ra để mình tháo luôn chiếc đồng bò này để kiểm tra luôn cho các bạn. Xem nó hỏng cái gì thì chia sẻ cho các bạn nhé. Mình cũng phải kiểm tra lại cái tổng bơm cao áp này, bởi vì cũng đã từng tháo rồi, xong nó bị mạch rồi. Tháo cái bơm cho áp này chắn. Các bạn nào xem video của mình nhớ cho mình một like và một đăng ký kênh nhá, cho mình một like thì mình rất là cảm ơn các bạn thôi. Cho mình một ngón tay, cho dù không hay nhưng mà các bạn ủng hộ mình tí. Vẫn được các bạn nhé, không sao, không bị làm sao nhé. Tôi biết.
Các bạn phải nên nhớ là khi các bạn đắp cái tổng bơm cháo ăn này, các bạn phải xem là nó phải vào kia nhé các bạn nhé. Trong nhất ở trong máy này còn đúng không? Còn. Mà nó da khó trắng, nó có da nhiều không? Da nhiều lắm. Thế thì học xem mang nó có da nhiều lắm. Cày da khó trắng rất nhiều đúng không? Ừ, rất là nhiều. Con này là hơi dày. Các bạn nhé, con máy này là máy hơi rời, cho nên là con này sửa nó sẽ đơn giản hơn con khác. Đấy là hơi liền là tháo rất là nhiều các bạn. Để tháo cả vách bên này thì mới thay được nhé. Còn cái hơi rời này thì mình chỉ tháo ở trên này xuống thay kiểu xuống máy thôi. Nó dễ hơn. Nó là bà. Tôi tưởng là que đố nó tụt nhưng mà Thảo không tháo ra xem que đố rồi. Con này 1.86. Các bạn nhớ cho mình một ngón tay nhá. Cho này các bạn dễ quan sát luôn. Con này hơi rời, sửa nó dễ hơn. Máy này thì nó có loại hơi rời là nó ít có nhá. Cái này thì mua trước đây thì nó có, nhưng bây giờ mua mới là nó không có hơi rời này đâu. Tính ra là hơi rời này sửa nó cũng dễ sửa, và sau này hỏng hơi thì có thể thay hơi được, cũng nó dễ hơn. Không giống như cái loại hơi liền, nhưng mà hơi liền đấy, khi mà cái hơi của nó bị hỏng á, các bạn chỉ có thay cả vách thôi, cả vách cả khung luôn. Rồi, như vậy là ta đã tháo ra cái phần chơi. Trong này cũng chú cũng tháo ra đến đây à? Ừ, đến rồi. Hả? Rồi, tháo rồi đấy. Tháo đến đây à? Ừ, à? Cái đấy rồi. Nhưng mà cháu thấy cái hơi này nó cũng chú bị đóng, cháu đang bị dạng quá nhỉ. Rồi, sau này mình sẽ thay luôn xanh măng, bởi vì nó ra khói thì chắc chắn là nó sẽ bị mòn cái lá tách măng rồi. Thôi mình sẽ tháo ra xem để xem nó có phải mòn cái tách măng nhé. Còn cái quả thì nó cũng ít hỏng thôi các bạn ạ. Cái quả bít tông của nó ít hỏng lắm, mình sửa từ trước đến giờ nó cũng không có con nào bị hỏng quả. Thì nhưng mà con nào nó bị rơi vào cái thứ đinh gì đó, nó kẹp đập vào cái quả với lại cái nấm kia là nó sẽ bị vỡ quả không? Là trường hợp đấy là có rồi.
còn cái quả cái tông của nó thì nó cũng ít chi bị hỏng, nó toàn là hỏng xanh măng nhiều lắm. Bị ra khói thì mình thay luôn, mình thay xanh măng phát là nó lại hết bệnh luôn nhá. Bây giờ mình sẽ tháo ra để thay xanh măng. Con này là hơi liền, cái hơi liền thì làm rất đơn giản nhé, không cần phải tháo nhiều. Cái hơi nó bị xước xước tí chú đấy. Con này chắc không ra khói trắng đâu chú. Đầu lắm rồi, bên rồi đấy. Nhìn nó cũng... À, các bạn ơi, bây giờ mình chia sẻ luôn cho các bạn nhé. Đây, thấy bệnh của nó à. Con này thì đây nhá. Đây các bạn ạ, các bạn thấy con này là nó bị quay lâu về cho nên là cái xích măng nó bị trồng mạch này. Các bạn thấy không, trùng cái mạch này đấy, cho nên là nó bị mất hơi, nó sẽ không nổ được các bạn nhá. Đây các bạn thấy không, con cái chỗ này nó bị trùng mạch này đấy. Trùng mạch này là các bạn giật cả ngày cả tháng nó cũng chả bao giờ nổ được. Đây các bạn thấy không, đấy nó bị hở đúng cái mạch của nó này, trùng mạch luôn, thì cho nên nó sẽ ném hơi, nó sẽ hở từ khe này đi là nó sẽ không nổ được đấy. Thì máy cày này nó cũng khả năng nó cũng được lâu nó quay lâu về, nó tự dưng nó lại tự dưng nó đi trùng mạch với nhau thì nó chết không nổ đấy. Mình xem bây giờ là mình thấy con này là nó bị như thế luôn, còn quả diếc xích măng thì nó cũng chưa mòn đâu nhá, mới do nó bị trùng mạch ở đây đấy, trùng mạch cùng nhau ở đây thì nó mới không nổ. Sau đây mình sẽ không cần phải thay cái bộ xích măng mới nha các bạn nhé, mình sẽ xoay lại cái mạch xích măng này để cho nó mới bên đi một chỗ đi. Còn mình sẽ cho cái vòng trên này đi sang bên kia, hoặc là cho vòng bên dưới sang bên kia để cho nó cùng mạch. Đấy là nó nổ luôn nhá các bạn nhá. Thì hiện tại con này là nó bị trùng mạch nhau cho nên là nó không nổ là phải, bởi vì các bạn thấy không, xích măng này kéo cả ngày không nổ. Kéo cả giật cả ngày cũng không nổ đúng không? Đó hay. Khi đã bị này thì không nổ được các bạn nhá. Đấy còn xích măng thì vẫn còn rất là ngon nghẻ nhá các bạn thấy không? Chưa bị mòn. Nó còn rất là dày luôn, chưa bị mòn chưa làm sao cả. Thì con này mình sẽ không thay xích măng nữa, mình sẽ đặt lại cái vòng xích măng này cho nó chéo sang bên kia, rồi mình lắp vào là nó sẽ nổ ngay nhá các bạn nhá. Đấy con này là như thế này là nó bị mất hơi là không bao giờ nổ được các bạn ạ. Nó không có hơi ném nữa, không có hơi để ném ép dầu, nó không cháy được ấy, thì cho nên là nó sẽ không nổ được. Đấy. Còn cái này nhá, bây giờ các bạn chỉ cần lạch tí này thôi là nổ luôn, như này là nổ luôn nhá. Nó không cùng mánh là nổ luôn, nhưng mà các bạn để như thế này á thì nó chỉ quay được một thời gian, không may nó lại về trùng nhau này là nó lại chết các bạn ạ. Tốt nhất là mình cho nó xa đi, cách xa đi, chỉ cần để như này là đấy, như này là nổ rồi các bạn ạ. Đó. Nó sẽ kín được cái hơi này là nó sẽ nổ nhá. Thì mình muốn cho nó chắc chắn, cho nó được lâu dài thì mình phải chỉnh cho nó sang bên kia, mới bên sang một chỗ đi. Còn mình để gần này thì nó sẽ bị mất hơi. Mình chia sẻ luôn cho các bạn nhé. Có nhiều thợ đi sửa máy cày ấy, nhiều thợ ở trên này là có nhiều thợ nó rất là chơi điểu đấy. Nó đi tháo máy cày của người ta, nó sửa xong nhưng mà nó sẽ đặt cái này để gần này, không lâu là nó lại tiếp tục chết, nó lại đi tiếp tục đi sửa thì nó lấy tiền công rất là nhiều.
mình cũng đã được sửa ở dưới này một hai con ở dưới này rồi. Đấy, cũng là như thế, bị cũng gọi thợ khác về sửa, nhưng mà đúng là nó sẽ toàn là để xích măng này, nó đã sửa xong nó thay xích măng mới rồi. Thay mới đấy, nó cày được 2 3 ngày hoặc là tuần gì đấy nó lại chết. Thế là cho nên là hai cái này nó lại không may, nó lại về trùng nhau đúng khớp như này thì nó lại chết không nổ. Thì nhờ thợ nó sửa, nó chơi đều, nó hay làm kiểu đấy nhá các bạn nhá. Đấy, bởi vì nó sửa xong lần này nó lấy tiền rồi, cày không lâu nó lại tiếp tục chết, nó đi nó lại sửa tiếp. Đấy, nó ăn kiểu đấy. Còn mình thì không bao giờ làm thế nhá, mình giấy chia sẻ luôn. Nó mà hỏng thì mình bảo là thay là thay. Còn cái này là nó chưa hỏng nhá. Rồi, sau đây mình sẽ đặt cái này lại đằng sau. Cho nên là các bạn cứ để ý xem làm theo như mình thế là ok. Bây giờ mình sẽ không quay lắp bộ này cho các bạn nữa. Lúc nữa mình quay mình lắp xong rồi. Mình lắp xong rồi mình sẽ xem là có người giữ hộ cái máy không. Nếu không là mình sẽ không dần nổ cho các bạn. Nếu mà có người giữ hộ cái máy mình sẽ giật nổ cho các bạn xem nha. Thì bây giờ mình sẽ lắp lại. Đấy, lắp lại vào. Thì cách lắp những cái đồ này thì rất là đơn giản nữa. Các bạn tháo như thế nào thì các bạn lại lắp như thế, như cú vào thôi. Thì nó đơn giản thôi, không có gì khó cả. Cho nên mình sẽ không quay cái đoạn lắp cho các bạn nữa, bởi vì mất rất nhiều cho các bạn xem. Theo xem thì nó mất rất là nhiều thời gian. Mình sẽ lắp xong rồi, mình sẽ giật xem, nhờ được anh em nào giữ hộ cái máy thì mình sẽ dần nổ cho anh em xem. Nếu mà không có thì mình cũng chả dần nổ cho anh em xem nữa, thì cho chủ nó mang về giật ok rồi mình. Thì thế là ok, mình lắp xong rồi mình giật là cảm thấy nó mình ấm áp, mình vừa giật vừa giữ là cảm thấy nó nổ được, là mình biết là nổ rồi. Đấy, thì cho nên mình sẽ không quay cái đoạn lắp nữa cho các bạn xem. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp vào, tí nữa mình nhờ được hai người gì đó giữ hộ mình cái máy thì mình sẽ giữ hộ cái đầu nổ này thì mình sẽ giật cho các bạn xem để xem nó có nổ không. Đấy, bây giờ mình sẽ lắp nhé.